thi à, nó khiến cho mọi người cũng hơi bất ngờ. Xong rồi có những cái tin đồn là hai anh chị cưới chạy bầu, thì ở đây thì hai anh chị có thể chia sẻ về cái điều này không? Khi mà thì nghe cái tin đồn đó thì trước tiên là như người khác sẽ điên lên, sẽ bực, sẽ cảm thấy là rất khó chịu. Mình cảm thấy mình hơi kiểu không biết là có nên cười hay không. Bởi vì á, rõ ràng nếu như mọi người nói cái câu đó thì mọi người hãy nhớ là tuổi thì bao nhiêu rồi, thì cũng đã có một đứa con rồi, tại sao thì phải chạy bầu làm chi? Nếu như thì có đứa con mà thì có bầu thì đẻ luôn, khỏi cưới cũng được nữa. Thật ra cái cưới thật ra là do là ba của anh Kim là muốn làm một đám cưới đàng hoàng cho Thủy ngay từ lúc mà hai người yêu nhau rồi. Ba anh Kim đã ngồi xuống nói là: "Con à, con quen với Kim dù cái gì chăng nữa thì ba mẹ không cần quan tâm đến chuyện quá khứ của con. Nếu như hai đứa thật lòng yêu nhau thì ba sẽ tổ chức lễ cưới đàng hoàng để rước con về đàng hoàng, chứ ba mẹ không có thích là hai đứa chỉ yêu vui vui." Ngay từ lúc đầu là ba đã đặt vấn đề rồi. Ba có nghĩa là ba của Kim sợ Thủy dụ Kim, nhưng mà đâu có biết là Kim là cái người chủ động với Thủy đó. Sợ là kiểu lớn tuổi rồi mà sao đi cái dạy rồi chỉ yêu chơi vui thôi, tại vì nghĩ là chắc là một cái người mà đã có gia đình rồi thì người ta sẽ không nghĩ là sẽ lập gia đình tiếp đâu, chỉ là yêu rồi cho có người thôi đó. Nhưng đâu có biết là anh Kim chủ động. Thế đó, khi mà nghe cái câu đó là mọi người thấy như là cuộc đời thì nó mở ra một cái trang khác, thì ấm lòng vô cùng, thì cảm thấy là à, mình cũng còn cái thành quả mà mình sống tốt chừng ấy năm mình nhận được. Rồi sau sau đó là khi nghe cái thông tin đó mình mới cảm thấy ôi sao mà tại sao mọi người lại cứ tưởng như chắc cái thấy Thị trẻ hay sao, hay là thấy con tính thì con nít hả? Thật ra Thị chỉ vui khi mà đối diện nói chuyện thôi, chứ khi mà vào cuộc là Thị già lắm. Nếu không già thì không vượt qua được những cái chuyện mà nó biến cố trong cuộc sống, mà phải làm mẹ đơn thân, độc thân bao nhiêu năm nay đâu. Nên khi nói về điều đó thì mong rằng mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ, cũng chỉ vì muốn giật tít để câu view, để cho mọi người để ý đến cái chuyện đó mà mọi người lại nỡ lòng nào nói như vậy. Chị bị tổn thương không? Không, chị cảm thấy tức là bởi vì mình đang để cho có em bé mà nó chưa có. Mình tức á, mình bị tức luôn á. Như là từ cái lúc mà mọi người nói là cũng đã hả 2 tháng đi rồi, thì cũng phải để 2-3 tháng, là bởi vì anh Kim rất thích con nít. Anh Kim thích sinh một đứa con gái, bé gái hoặc bé trai gì cũng được, nhưng mà nói em ơi, em bây giờ cái tuổi tuổi này thì em cứ để đi, để khi nào có thì càng tốt. Mà ngược lại là gia đình bên anh Kim còn nói ừ để đi con, để rồi ba mẹ thì cũng vậy, con thời gian không có thì con càng sớm thì càng tốt cho con của mình. Thế mình để gần 2-3 tháng nay chưa có thì mình nghe tin đồn mình còn cảm mắc cái mắc cười, không biết sao chạy bầu để làm gì, giống như kiểu con gái 16 tuổi còn trinh trắng xong rồi có bầu cái sợ mọi người nói cứ liền. No, mọi người sai lầm hoàn toàn. Thủy mà có bầu thì nói thiệt nha, Thủy là cái người đầu tiên sẽ livestream và khoe bụng bầu ngay, hạnh phúc lắm luôn ấy, hạnh phúc. Bởi vì người phụ nữ á, mới đầu sinh con ai cũng sợ, nhưng mà thời gian rồi á mình quên đi á, tự nhiên bây giờ mình nhìn những đứa con nít mình thấy thương, nó nhỏ xíu à, nó trên tay mình rồi, nó mình ôm nó, mình nhìn nó cái bàn tay chút xíu à. Bây giờ đó như nuôi Henry bây giờ tay to gần bàn tay Thủy rồi đó, mình lại thích chút xíu đè nè đó, rồi nó không cãi lời mình, bây giờ là Henry nó còn cãi lời mình chứ còn hả, còn nít lùm đặt đâu nó ngồi đó cưng lắm, đáng yêu lắm. Thế tại sao mình lại phải sợ cái chuyện là mình có bầu mà phải cưới liền? Xong rồi còn cái ảnh cưới ở Đà Lạt nữa. Ờ, Có một số ý kiến em đọc ở trên các fanpage á, là cưới thì mọi lén người cũng lút nói cưới lén lút và hình ảnh sao giống như là hình ảnh ghét vậy. à, trời ơi khổ ghê. Cái thứ nhất là phong tục tập quán ở ở dưới nhà anh Kim á, là nó khác, có nghĩa là khi mình cưới rồi nó không phải như Sài Gòn. Thí dụ như nhà anh Kim ở Sài Gòn thì chỉ là tập trung một cái đám cưới thôi, sẽ mời hai bên gia đình đàn trai đàn gái vô tập trung cái đám cưới. Thì sẵn đây thì cũng nói tại sao có đám cưới ở Đà Lạt, bởi vì nhà anh Kim là ở dưới Đà Lạt, thì bây giờ cưới thì chẳng lẽ mời nguyên một cái dòng họ lên Sài Gòn lo cái tiền vé không chắc cũng chết đúng không, thuê một cái xe chắc phải 600 người lên trên đây thì thuê kiểu gì. Thì bây giờ đàn trai người ta làm ở dưới Đà Lạt thì đàn gái người ta làm ở Sài Gòn, vậy đơn giản vậy thôi. Mà mọi người cố gắng nó vẽ một cái câu chuyện mà thì thấy nó khác hoàn toàn.
có chuyện là lén lút để làm gì, rồi xong rồi lại cứ lén. Sao hay lén quá, hay Thủy lại không thích lén. Cái gì Thủy có, gì là Thủy nói đó. Rồi còn cái chuyện như là ghép hình, ghép sao hay vậy ta. Ghép sao mà cái hậu trường rồi cái cưới rồi tiệc cưới rồi khách rồi ghép mà như thiệt. Không biết ghép cái gì. Tại sao mình lại không muốn nói? Bởi vì mình làm tổ chức đám cưới chính là mình mời báo chí tại Sài Gòn cho nó đẹp. Không, ủa thì bây giờ làm xấu cũng bị la chứ. Ở dưới Đà Lạt không phải xấu, nhưng mà nó không phải là cái dạng là đám cưới của nghệ sĩ. Đám cưới của nghệ sĩ thì nó cần phải trang trí đồ đẹp, đúng không? Thì bây giờ mình đưa cũng được, đưa hình ảnh ấy, nhưng mà đưa làm chi cho rối vậy. Đưa một lần bên đây thôi, mình đầu tư đẹp, chỉnh chu hơn, rồi nghệ sĩ người ta đến chúc mừng mình nhiều để có bài cho mọi người xem. Chứ bây giờ Đà Lạt đâu có nghệ sĩ đâu, thì lại nói là chứ sao đám cưới gì mà không có một người bạn. Chứ sao cũng nói được đúng không? Kỳ ghê, bây giờ làm sao giờ? Thì thôi ai muốn nói gì cứ nói, mình thì cứ làm thôi. Làm rồi cuối cùng cũng biết kết quả mà, đúng không? Em vẫn không buồn cười. Mà chị cũng mắc cười thêm một cái chuyện là tại sao vậy? Ước mơ của Thủy khi làm đám cưới thì thích những cái váy đầm nó rộng, nó giống công chúa. Ước mơ của Thủy như thế thôi. Thủy không thích đầm đuôi cá thì Thủy đã đi event rất là nhiều nơi rồi, Thủy toàn mặc đầm đuôi cá lết lết rồi ôm bụng rồi xòe khoe eo rồi. Nhưng mà đám cưới thì Thủy muốn mặc nó như công chúa xòe. Thế tự nhiên mặc đám cưới công chúa xòe thì kêu che vòng hai vậy. Bây giờ ngày hôm nay Thủy mặc cái quần này che vòng hai kiểu nào mọi người nói thì xem. Từ từ chị. Có ai mà có bầu mà 2-3 tháng mà cái bụng nó xẹp lép như vậy không thì Thủy cũng khen đó. Mọi người xem cái phần bụng của Thủy là có bầu kiểu nào. Cái đấy có bầu làm sao mà 2-3 tháng mà nó xẹp như thế này được, đúng không mọi người? Thế chẳng lẽ bây giờ cứ cưới là phải mặc đầm ôm để cho mọi người nói là không có bầu, đúng không? Thủy không thích, ai muốn nói gì nói, mà em thích mặc đồ công chúa. Cho anh cho mà. Anh cho là được rồi. Chừng nào anh nói anh thích em mặc đầm đuôi cá, ok em sẽ mặc. Không, nhưng bản thân gia đình thì ai cũng thấy đi mặc đồ đấy đẹp. Thì mọi người thấy 3 tháng chắc chắn bụng nó phải hơi bự một tí đúng không? Thế cái bụng này có bự không? Hay giờ thì sẹt ngay đây luôn được không? Em sẹt luôn cho mọi người thấy. Thường có bầu mà sẹt là hay rớt bầu. Thì sẽ sẹt dọc cho mọi người xem, rách quần luôn chịu. Anh cho em sẹt cái coi. Thường là có bầu á là ta sợ đi mạnh lắm. Tại vì mà càng lớn tuổi á, mình đi mạnh tí xíu nó rớt. Cho nên là mà thì thấy có bầu thì hạnh phúc nhờ. We'll be right back.